Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hộp thư truyền hình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: xung quanh kiến nghị hợp pháp hóa đất thổ cư của ông Nguyễn Văn Thành ở phường Văn Đầu, quận Kiến An, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, khắc phục hậu quả hộ dân vi phạm chiếm đất đấu thầu; những hệ lụy từ bỏ tiền đặt cọc đấu giá đất nhìn từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Trường Thành, huyện An Lão. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, chúng tôi nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thành, tức Nguyễn Hữu Hai, ở tổ dân phố Đầu Phượng 2, phường Văn Đầu, quận Kiến An, phản ánh về việc trong nhiều năm qua, gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin được hợp pháp hóa đất thổ cư, song chưa được xử lý dứt điểm. Ông Thành cho biết, từ năm 1960, gia đình ông có khu đất tại Đầu Phượng, nay là tổ dân phố Đầu Phượng 1, có diện tích khoảng 780 m². Sau quá trình sử dụng, tháng 3 năm 2020, ông Thành có đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đã được Ủy ban Nhân dân phường xác nhận. Tháng 3 năm 2022, ông Thành xây dựng một ngôi nhà mới gần căn nhà cũ nhưng Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu dừng thi công và ông đã có đơn gửi tới các cơ quan chức năng. Cái giấy tờ của tôi là 840 m² mà được quận đo đạc thành 1.146 m², nhưng phường chỉ xác nhận cho tôi 189 m², tôi không nhất trí. Qua quá trình rà soát, kiểm tra, xác minh nguồn gốc, diễn biến quá trình sử dụng đất của ông Thành, tại báo cáo số 42 ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra quận Kiến An khẳng định, diện tích đất gia đình ông Thành đang sử dụng là khoảng 1.154,4 m², thuộc thửa đất số 170 và một phần thửa đất số 140, tờ bản đồ số 11 và nhà một tầng diện tích 72 m² và diện tích còn lại đã san lấp. Về tính pháp lý đối với hai đơn xin hợp pháp hóa đất thổ cư, Thanh tra quận Kiến An cho rằng, qua xác minh và căn cứ vào hai đơn hợp thức hóa của ông Nguyễn Văn Hai, tức Nguyễn Văn Thành, đã được ông Đặng Văn Bang, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hà trước đây, nay là phường Văn Đậu, xác nhận thì không thuộc diện được hợp thức hóa theo điểm B khoản 1 điều 1 quy định về việc cho phép hợp thức hóa quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cửa theo quyết định số 570 ngày 20 tháng 6 năm 1992 của Ủy ban Nhân dân thành phố và đơn xin hợp thức hóa của ông Thành không phải là giấy tờ được quy định tại khoản 6 điều 18 nghị định số 43/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, ông Thành vẫn không đồng tình với kết luận của Thanh tra quận Kiến An. Đã có giá trị về mặt pháp lý thì tại sao anh ấy lại kết luận là tôi không đủ điều kiện để hợp thức hóa, thì tôi chính vì thế thì tôi mới lên đến Thanh tra Chính phủ để yêu cầu làm rõ. Kết luận của Thanh tra Chính phủ thì mới yêu cầu là Ủy ban Nhân dân quận Kiến An xem xét để mà cấp giấy chứng nhận cho tôi theo đúng quy định của pháp luật, thì tôi có sai phạm gì đâu. Làm việc với đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Văn Đậu, chúng tôi được biết, sau khi tiếp nhận đơn xin hợp pháp hóa diện tích đất thổ cư của gia đình ông Thành, với trách nhiệm quyền hạn của mình, Ủy ban Nhân dân phường đã trao đổi hướng dẫn, giải thích với ông Thành đối với các diện tích ông Thành yêu cầu được hợp thức hóa, song ông không đồng ý và tiếp tục gửi đơn đến các cấp cao hơn, đề nghị được giải quyết. Lý do cái đất của chỗ ông Hai là đất này là đất 5%, là đất công ích của Ủy ban Nhân dân phường. Trong cái báo cáo 42 của Thanh tra đã nêu rất rõ về cái nội dung này. Đất của bác thì không thể là làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nó không đúng với quy định của pháp luật về luật đất đai. Thế thì chỗ này thì chúng tôi đã giải thích và thực sự là đã làm hết trách nhiệm của địa phương. Ngay kể cả bác Hai cũng đã thừa nhận cái câu chuyện rằng là với về địa phương thì chúng tôi cũng đã làm hết tất cả trách nhiệm. Từ sao lưu nguồn gốc đất, xong đó rồi đến chúng tôi tổ chức thực địa và đã đến tận nơi. Và cùng với lại gia đình đã ngồi lại thì đối với về phường thì chúng tôi cũng đã cố gắng là giúp cho bà con và đặc biệt là gia đình chỗ ông Hai này hiểu hết được toàn bộ nội dung. Tuy nhiên thì bản thân bác Hai thì vẫn thấy là chưa thỏa đáng, nó vẫn có ý kiến. Trên cơ sở kết luận thanh tra số 42, trong ngày 2 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận Kiến An đã ra thông báo số 322 về trả lời đơn của ông Thành và công văn số 1588 giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận xem xét lại hồ sơ của ông theo kế hoạch số 5069 của Tổ công tác ngày 10 tháng 8 năm 2012 và kế hoạch số 7076 ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân thành phố và hướng dẫn công dân thực hiện theo quy định của pháp luật và giao Ủy ban Nhân dân phường Văn Đầu hướng dẫn ông Thành đăng ký kê khai quyền sử dụng đất theo quy định, đúng mục đích sử dụng đất, phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường xem xét hướng dẫn theo quy định.
Như vậy, về mặt thủ tục, hướng dẫn của chính quyền địa phương quận Kiến An cũng như phường Văn Đậu đối với trường hợp ông Thanh đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Thanh vẫn không đồng ý, thì ông có quyền tiếp tục khiếu nại đến các cấp cao hơn để được xem xét, giải quyết theo quy định. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên còn xảy ra tình trạng các hộ lấn chiếm đất công, tự ý chuyển nhượng đất đấu thầu. Trước thực tế này, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai nhiều biện pháp xử lý, trong đó coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân đồng thuận khắc phục hậu quả. Năm 1992, gia đình ông Nguyễn Văn Nhời ra khu vực bãi bồi ven sông Cấm thuộc địa phận xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, khoanh vùng đào đắp đất để cấy lúa, nuôi trồng thủy sản. Vì đây là đất công ích thuộc quản lý của địa phương, nên sau đó, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Động đã ký hợp đồng cho gia đình ông Nhời thuê diện tích đất này để canh tác. Hợp đồng cuối cùng được ký năm 2017, có thời hạn 5 năm từ 2017 đến 2022. Trong hợp đồng nêu rõ, bên thuê đất không được tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu không còn nhu cầu sử dụng, phải làm thủ tục trả lại đất theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, tháng 6 năm 2019, ông Nguyễn Văn Nhời đã thực hiện chuyển nhượng một phần đất này cho ông Nguyễn Văn Nghĩa, thường trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Đến tháng 3 năm 2022, dù đã hết thời hạn hợp đồng thuê đất, nhưng ông Nguyễn Văn Tư, con trai của ông Nguyễn Văn Nhời, vẫn tiếp tục thực hiện chuyển nhượng cho ông Hồ Hữu Khải, thường trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Khải và ông Nghĩa vẫn giữ nguyên hiện trạng thửa đất, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương để nộp về kho bạc nhà nước theo quy định. Đến đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Động có thông báo về việc thanh lý hợp đồng thuê đất đối với gia đình ông Nhời. Tuy nhiên, ông Nhời không đồng ý thanh lý hợp đồng. Cả cuộc đời của ông Tư bà viết ra đây, hơn 30 năm nay bồi thúc nên được đến những cái mảnh đất như hiện tại. Đến ngày hôm nay thì chúng tôi mua lại cái của ông Tư bà Vĩ đấy, thì chúng tôi cũng không đòi hỏi một cái gì với các cấp chính quyền cả, chỉ có đề đạt với lại các cấp chính quyền là hỗ trợ đền bù chúng tôi làm sao là cái công vật nập mà chúng tôi mua của ông Tư bà Vĩ cho nó thỏa đáng thôi. Được biết, ngày 27 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Động đã ban hành hai biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nghĩa và ông Khải vì có hành vi chiếm đất tại xứ Đồng Cống Tây, thôn 5 xã Hoàng Động. Đến tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Động gửi tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nghĩa và ông Khải. Hai hộ này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm. Cùng với đó, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để hộ dân nhận thức được hành vi vi phạm. Đến nay, hộ ông Khải đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, trả lại toàn bộ diện tích đất vi phạm. Trong quá trình thực hiện cái hợp đồng của bố con ông Nhời ấy, thì có chuyển nhượng cho ông Nghĩa và ông Khải. Thì trong quá trình chuyển nhượng thì không thông qua chính quyền địa phương. Mục đích của ông Khải và ông Nghĩa thì cũng đã mua cái đấy để sau này mà thực hiện cái chủ trương mà xin phép của các cấp chính quyền để mở bến phục vụ cho cái việc mà vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng chưa làm các cái thủ tục đầy đủ. Thì có quy hoạch của thành phố đối với lại cái diện tích đất này và cũng đã được địa phương thông báo về cái việc mà trong quá trình ông làm việc với lại ông ấy, thì ông cũng có tự nguyện là bàn giao mặt bằng cho địa phương để xây dựng các dự án. Từ thực tế vụ việc nêu trên cho thấy, việc chậm thu hồi đối với các diện tích đất đấu thầu đã hết hạn cho thuê của chính quyền địa phương là một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh vi phạm về đất đai. Do vậy, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác quản lý đất công ích, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời đối với các hộ tự ý chuyển nhượng trái phép diện tích đất này. Những năm qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, bởi đây không chỉ là giải pháp tăng thu ngân sách mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác này cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, tình trạng trả giá cao rồi bỏ tiền đặt cọc sau đấu giá còn diễn ra, làm thất thu ngân sách và gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Năm 2022, huyện An Lão hoàn tất giải phóng mặt bằng, đưa gần 10.000 m2 đất tại thôn Phương Chử Tây, xã Trường Thành vào đấu giá.
Phiên đấu giá tổ chức vào cuối năm 2022 thu hút sự quan tâm lớn của dư luận với hơn 1.000 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 60 lô đất với giá khởi điểm từ 7 đến 8 triệu đồng một mét vuông. Vượt ngoài mong đợi của đơn vị tổ chức đấu giá, tất cả các lô đất trúng đấu giá đều có giá cao gấp từ 2,5 đến 3 lần giá khởi điểm. Trong đó, có một cá nhân tham gia trúng 23 lô với giá dao động từ 21 đến 23 triệu đồng một mét vuông. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau khi trúng đấu giá, người này đã không hoàn thành nốt nghĩa vụ tài chính mà bỏ số tiền hơn 4 tỷ đồng đã đặt cọc trước đó. Cái đợt mà đấu giá của năm 2022 đấy thì địa phương Trường Thành chúng tôi có 2 điểm tại thôn Vườn Tây, thì là tổng số là 60 lô. Thì với các cái nhu cầu mà đất ở người dân thì cũng là rất là mong muốn là được mua đất ở đấu giá trong thời điểm đó. Thế nhưng mà do cái cơ chế đặc thù và thứ hai nữa là về mình quản lý là chưa chặt chẽ. Thế là về cái phần mà đặt cọc giá đất ấy là còn thấp. Đúng ra thì nếu mà để cao thì chắc chắn là chính xác là cái đấu giá nó thành công. Mà trong đợt đấy thì là có những người mà ta đặt những mua mấy chục lô. Thế nhưng mà do vấn đề là cái nhu cầu đất ở và người ta không thực tế là mua nhưng mà không mua thật. Thế nên là do cũng ảnh hưởng đối với cái công tác đấu giá quyền đất của tại địa phương. Thực tế tại dự án này cho thấy, người tham gia đấu giá chỉ cần cọc 100 đến 200 triệu đồng một lô đất. Vì số tiền cọc thấp nên họ sẵn sàng bỏ cọc khi nhận thấy việc đấu giá xong không bán sang tay kiếm lời ngay được. Có nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ cọc không ảnh hưởng gì đến hoạt động đấu giá bởi các địa phương vẫn thu được tiền đặt cọc và tiền bán hồ sơ trước đó. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng bỏ cọc đã để lại hàng loạt hệ lụy. Trước hết là gây lãng phí nguồn lực khi địa phương phải tổ chức đấu giá lại, trong khi quy trình thực hiện một phiên đấu giá mất rất nhiều thời gian và chi phí. Tình trạng này cũng gây trở ngại cho công tác thẩm định giá đất, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án xung quanh khi người dân bị thu hồi đất có thể kiến nghị đòi mức bồi thường cao hơn. Như vậy, việc thu lợi chỉ thuộc về một nhóm nhỏ nhà đầu tư, còn phần đông người dân có nhu cầu ở thực lại không thể chạm tay đến giấc mơ an cư. Chưa kể, tình trạng bỏ cọc còn làm mất uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Khi bỏ đấu giá thì nó ảnh hưởng chung với cái công tác là thu ngân sách của thành phố và huyện. Và thứ hai nó cũng ảnh hưởng về cái giá đất của địa phương và mỗi một lần đấu giá lại rất là phức tạp, rất là tốn kém. Ví dụ như là lần một mà đấu giá không thành thì chúng ta phải tổ chức đến 2-3 lần nữa. Sau đó cái giá mà không thực hiện được thì mới giảm giá. Thì đây là cũng rất ảnh hưởng lớn đến vấn đề công tác đấu giá quyền đất. Để công tác đấu giá thuận lợi thì cũng kiến nghị khi mà mình triển khai mà giải phóng mặt bằng đấu giá thì chúng ta làm đến cơ sở tầng tốt hơn, có cơ chế làm sao nó phải chặt chẽ để đảm bảo về cái quyền đấu giá dụng đất. Ví dụ như là cái nhu cầu mua thật thì ông sẽ đặt khoảng tầm từ 30-40%. Sau đó thì với những người ta muốn mua đấy thì người ta sẽ coi như là được mua đất và được sử dụng đất, chứ không như tình trạng bỏ cọc mà ảnh hưởng đến vấn đề đấu giá. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc bỏ cọc cho thấy hoạt động đấu giá đất đang bộc lộ nhiều điều bất thường, cần có các quy định điều chỉnh kịp thời. Theo quy định của pháp luật, nếu không chứng minh được hành vi lập khống hồ sơ, thông đồng để dìm giá, nâng giá thì không thể quy trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về xác định bán đấu giá tài sản theo điều 218 Bộ luật hình sự. Trong khi mức xử phạt hành chính đối với hành vi không ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định tại Nghị định 82 năm 2020 của Chính phủ chỉ là 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này được đánh giá là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Chúng tôi đều phải bố trí là đặt cọc, cái số đặt cọc nó cao lên để cho hạn chế cái việc bỏ cọc. Thế và trong cái phần đấu giá này thì cũng phải đề cập đến cái việc là những người nào bỏ cọc ấy là nay mai là sẽ không được thực hiện các cái việc đấu giá của các cái đợt khác hoặc cái điểm khác, thì như thế thì mới có thể hạn chế được cái việc bỏ cọc. Theo điều 55 Nghị định 102 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2004, tổ chức tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt cọc bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm. Cùng với đó, Luật Đấu giá tài sản sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 cũng quy định người trúng đấu giá đất có nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá. Nếu bỏ tiền đặt cọc và không thanh toán tiền trúng đấu giá sẽ bị cấm tham gia đấu giá đất trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm. Hy vọng với những quy định chặt chẽ này, tình trạng bỏ cọc sẽ được hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất.